ý là sao chú, xe chú sao chú? Xe chú đi từ trên Bà Rịa xuống như này nhá. Mà sao cái đồng chí đi làm công an mà sao không có bản tên ta? Báo cáo anh là tôi mới ra trường. Sao thường úy mà mới ra trường? Làm đúng nhiệm vụ chứ? Mà sao anh cũng có bản tên? Anh làm biết anh tên tuổi là ai? Sao mới ra trường? Làm đúng thôi chứ còn bây giờ ép dân quá không được. Tôi ở phường Phước Trung nhá. Tôi lên trên phường Phước Trung tôi hỏi. Bây giờ tôi hỏi hai đồng chí này, hai đồng chí làm không có bản tên đúng điều lệnh chưa? Không cần phải ra trường, chưa cấp bản tên. Sao lại chưa cấp? Chưa cấp phải nhờ người khác chưa đúng điều lệnh công an là phải nhờ người khác đi chứ. Công an có hai đồng chí thôi à? Chứ đâu có phải là anh men ở chốt chặt, men muốn làm gì thì làm, anh nói sao nói được. Bây giờ phải có văn bản. Bây giờ không cho tôi đi, bây giờ tôi có giấy test này, tôi có giấy chích ngừa này. Ok, không cho tôi đi đúng không? Chỉ thị 15 không cho tôi đi rồi. Viết cho tôi có văn bản. Sáng ngày mai tôi lên tỉnh ngay. Tháng thứ hai tôi lên tỉnh ngay. Vấn đề của anh. Tôi nói lại một lần nữa. Bây giờ tôi đi thì anh biết cái đi. Chú hỏi là cái đồng chí đây là công an ở đâu? Không có tên tuổi biết là công an ở đâu. Tôi nhất là anh chạy xe tải nha. Sao? Chạy xe tải thì chạy theo luồng xanh. Ý là bây giờ tôi chạy theo luồng xanh, bây giờ mấy ông cho tôi quay đâu? Quay đâu lại chứ. Không, nhưng mà tôi hỏi, mấy tôi thấy chú đây thắc mắc là tôi được quyền quay phim nhá. Chú tới chủ tịch ủy ban nhân dân phường Phước Trung nói với tôi á là cái này áp dụng chỉ thị 15 và bây giờ cái công văn mấy đồng chí làm không có đồng chí nào có bản tên nữa này, không biết là công an ở đâu này. Ủy ban nhân dân phường không làm không đúng theo cái điều lệnh của công an nhân dân này. Tôi đã lên ủy ban nhân dân phường 4-5 lần rồi, người ta vẫn giải thích tôi như vậy đấy. Rồi bây giờ anh không cho tôi đi, ok tôi phải đầu xe về, anh viết cho tôi một vật văn bản. Mấy bây giờ là trường hợp này không có đi, không đủ điều kiện. Đủ điều kiện để tôi đi qua trước này rồi. Ok, sáng ngày mai đúng sáng thứ hai tôi đem đi ủy ban nhân dân tỉnh, tôi làm việc luôn. Tôi làm việc xong rồi tôi sẽ đem xuống đây tôi trình cho đồng chí nhé. Chứ không có cái kiểu mà phải muốn nói sao nói chưa được. Bây giờ anh có thể về làm việc với bên tôi không làm việc với tôi, làm việc với chốt đây này. Bây giờ anh không cho tôi đi đúng không? Tôi có đầy đủ giấy tờ đúng chưa? Tôi có đầy đủ giấy tờ giấy test COVID tôi có nhá. Anh muốn cần cái ý là cái chốt này á, là anh nói là cái chốt này có giấy đi đường đầy đủ là cho que. Mà em tìm có giấy đi đường, cái luồng xanh nó sai vậy á, nói vậy á. Không, nhưng mà cái luồng xanh không có đăng ký ven biển mà. Đâu có phải là cứ mặt đăng ký ven biển mà. Ông lấy gà bà lấy vịt sao được? Nhà tôi là dân được, tôi đi cùng. Nếu em quay đầu thì em quay đầu cho em nói đâu. Không cho nghe em rồi đâu. Vâng, em chờ người nhà. Bây giờ tôi nói rồi, tôi chấp hành. Tôi đâu nói là tôi không chấp hành. Không có đứng đây nữa. Tôi chờ người nhà tôi mà mang cơm tới tôi ăn xong tôi đi. Đó, bây giờ không rồi tôi cho người nhà tôi tới mang cơm anh tôi chơi tôi đi. Tôi không cãi được cãi nữa. Nhưng bây giờ viết cho tôi cái giấy, viết cho tôi văn bản đây. Cái đồng chí này, cái ông này, phải không đi được cái đây. Trong khi tôi có giấy test COVID nè, áp dụng chỉ thị số 15, ủy ban nhân dân phường Phước Trung không cấp giấy đi đường cho tôi. Đấy, bây giờ anh viết đi. Anh viết đi rồi là sáng thứ hai tôi rảnh lắm. Cái gì anh chỉ đạo cho mấy anh bên công an xã xuống, có một trường hợp là đi xe luồng xanh không đúng lộ trình mà không chấp hành yêu cầu quay đầu nè, có dành cho anh em xuống đây làm việc nhé. Còn có một trường hợp nữa là của bên một chú ở bên phường Phước Trung đi xuống không có giấy đi đường, giờ đòi qua chốt mà giờ không qua được, không đủ đầy đủ giấy tờ, cũng không chấp hành yêu cầu quay đầu luôn. Đâu có phải là muốn làm sao là muốn nói như thế nào của nó. Cái nhân lý gửi ra như thế nào nói được. Ok. Bản bản mà mấy đồng chí không có bản tên tuổi số hiệu quân nhân, mấy đồng chí ở đâu ra mà mấy đồng chí mình đúng đi, chưa? Đúng, trước đây là mình đi không đúng là đừng có. Tôi quay đâu? Tôi chấp nhận tôi quay đâu mà. Tôi chấp nhận tôi quay đâu mà tôi hỏi mấy đồng chí làm bản tên mấy đồng chí đâu? Là số hiệu quân nhân số mấy? Ở công an ở đâu? Ok, nay đảm làm cho ra lẽ luôn. Mấy đồng chí phải trả lời chứ. Mấy đồng chí làm ở thấy công an đứng đầy đường bản tên đầy đủ. Mấy đồng chí bản tên mấy đồng chí đâu? Mới ra trường, sao lại mới ra trường cũng nhà nước mới cấp bản tên để mang chứng ra làm việc. Tôi thấy không có bản tên, tôi nói không có bản tên đúng hay sai? Sao lại mới ra trường thiếu bên công an thiếu gì người? Anh
đi đâu cũng thiếu người ra làm việc. Một lần Tết tốn mẹ 200 ngàn. Đi qua chút nào cũng Tết. Tiền qua dân rồi đâu có phải.